Bao cá khổng lồ. Bao cá nha anh em. Khổng lồ to. Trời đợi nãy giờ. Trời đi đâu? Vậy đó. Má giật cả hết hồn luôn. Trời đi đâu? Là cơ động lên lấy bóng lên bên đây. Hả? Cơ động lấy bóng lên bộ phao rồi. Chị mới. Nữa. Cái gì vậy? Quy nữa chứ. Thiệt tình nè. U bao cá nữa. Quy nữa. Nữa đi anh. Anh sao được mà. Ồ mê nãy giờ rồi mà. Thôi. Mẹ móm thì cùng mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy rắc hả bạn? Bạn phê quá các bạn ơi. Chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi câu cá nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi test một cái cám mới nha. Đây, cám này có tên gọi là cám nền chép của hàng Minh Đức Sinh nha các bạn. Đây, cám nền chép nha. Cám này các bạn có thể trộn dinh để mà câu cả ở ngoài tự nhiên và dịch vụ. Thì hôm nay mình sẽ đi đánh cái cám này, test cái cám này ở hồ dịch vụ trước nha các bạn. Đây là cái hồ câu vườn tràm nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ trộn cái cám xả, cái chép một chai của Sa Phạm để dẫn dụ cá đến ăn ổ nhiều hơn nha các bạn. Mình cho lắc ít một tí thôi, cám rất là thơm, lên cái mùi độ gọi là hương sữa. Vì cái mùa trời này bắt đầu hôm nay mình thấy thời tiết nó nắng nè, cá trôi nó ăn khoái, nó ăn nhiều hơn. Tí mình sẽ cho ít cái hương vị chua vào. Giờ sẽ ít ra mình trở lại trong mùa câu nha các bạn. Cho cái cám nền này vô nha các bạn. Đây là cái cám nền chép, một cái phẩm mới. Cái tiếp tục cho cái hương vị chép một chai sản phẩm vô nha. Khoảng 10 ml. Đây. Đó. Lên cái mùi rất là đặc biệt nha các bạn. Tại vì cái cám mình nó có thính sẵn rồi. Trộn lên nữa đứt bắt bốc mùi rất là nhanh. Lên mùi rất là lẹ luôn. Và giữ ổ khá là tốt nha. Tránh tình trạng bị bể ổ nha các bạn. Rồi ok. Mình câu cần 6.3 nên đánh cái mồi nó hơi dính vài xíu nè. Cũng khá là bở, không dính mấy đâu. Báo cá cho anh Duy luôn. Báo cá các bạn ơi. Trời rồi. Ngay bên kia nói chuyện á, cho nên ảnh nhìn cái chiều này đi lên thì đập bút hết lúc cho tao cái là theo nguồn viêm cái kia. Nói này chắc là tầm 5 đấy. Báo cá cho anh Duy nha các bạn. Chơi rồi. Chà. Giống cha vậy? Buồn chép. Ê, lấy giật mình nè bạn. Giật lấy hên coi.
con này 4 cân à. 4 cân á. Chép nha các bạn. Báo cá cho anh Di luôn. À, một con chép nha các bạn. Con này trên 4 cân ạ. À. Bụng ô, bụng trứng không? Trứng thì cảm. Trứng á. Nó đều luôn mà. Đều luôn mà. Trứng chắc cỡ hơn nửa cái trứng trong á. Nuốt cũng rồi. Ngu này. Bụng hay rớt. Kệ. Nó tưởng nó heo quá. Chờ anh chủ hồ cầm cái cân ra cân cá các bạn. Đang chơi số 2. Ngon, mười đếm. Đây, cho lên bưng hai tay kìa. Lên đây nè, cho nó đẹp. Đẹp không các bạn, bụng chép khác là đẹp đúng không nha các bạn. Còn má nó chép mà chạy như tôi đó trời. Đây. Ok. Wow, bao cá. Con mè khổng lồ. Bao cá nha anh em. Khổng lồ to. Chờ đợi nãy giờ. Chạy đi đâu? Mai giật cả hết hồn luôn. Chạy đi đâu? Đâu má chạy đâu? Má mới lên tới Đà Lạt kêu về luôn. Không có nhỏ đâu nha anh em đâu. Má ăn miệng mới ghê. Mẹ nó quan nha anh em. Hai lửa luôn chạy đường quýt ha. Báo cá nha anh em, trống mõm rồi nha. Phải chạy bộ mạnh vậy. Trời ơi. Rồi sao đồ mới nó quấn ba bốn vòng từ. Trời ơi nó chạy vậy biết. Nó chạy. Má ơi, nó chạy má ơi luôn. Để vô đi. Nó không vô nè, chạy mạnh lắm. Châu. Trời anh Đức anh ngủ đồ nó tới quýt. Dậy về cho nó cái Duy. Nó chạy nó chưa chạy mà nó đang chạy mà giờ kia. Đụng má giật gì. Má ơi. Chạy. Má nó đang mắc rồi nó đưa cái tầm tao chịu. Vậy lại bờ kem cá anh Duy. Lên chưa? Đây bờ kia nó lên hết rồi. Đấy rồi đây. Lui. Lui kiếm cho hiểm này. Lui. Ôi nó mạnh. Cần anh kẹ. Ôi. Đi lui lại. À, không uống công thức từ hồi tối hôm qua giờ trời đợi có bao nhiêu rồi đó. Vô nào. Ôi, cành trên kìa. Mười điểm. Cầm đang mắt mình nó cần múa. Thôi không cảm đi. Cuốn tay. Nó bị cuốn tay. Bỏ cần xuống ai. Chưa mở được luôn hả? Từ thôi. Rồi. Vậy luôn. Má nó dính đúng cái lưỡi ngay một lưỡi ngay chỗ cái mép của nó. Anh nói cái này mấy ký? 3 ký không? 3 ký. Trời ơi cái lồn má rồi. Nuôi luôn. Đấy rồi.
má. Có trời đất ơi, trời đây. Chưa có hết đâu. Báo cá các bạn. Báo cá cuộc sôi 3 nha. Cuộc sôi cuối cùng luôn. Mình lên được một con cá mè. Đủ má mới có 38 thôi còn. Còn nè. Con cá mè nha các bạn. Anh ngồi dậy anh chủ hồ nè. Anh ngồi dậy anh cân ký giùm em cái. Thử coi con cá này được bao nhiêu ký nha các bạn. Mình tính bán ghẻ chủ hồ, thấy chủ hồ mà bơ bơ vậy, nó tính bán ghẻ chủ hồ rồi coi chủ hồ nào nữa. Em nào dám. Má mẹ miệng luôn mày. Trời ơi, em con cái đẳng cấp người ta lên vậy đó. Con thứ hai rồi đó. Con thứ hai dính miệng rồi đó. Con này hai ký mấy á? Con đầu tiên là độ mấy 5 ký 95. Con này mấy ký đây? Ăn miệng. Chưa ra luôn hả Thắng? Biết 2 ký mấy không? 2 ký 78 nha các bạn. 2 ký 780. 2 ký 780 nha. Ok. 10 điểm. Giọng vào đâu? Cơ động lên lấy bóng rồi mình ơi. Hả? Cơ động lên hút bộ phao rồi. Chị mới. Nữa. Cái gì vậy? Phi nữa chứ. Thiệt tình nè. Cái gì á anh? Nữa luôn hả? Cái gì vậy? Cái gì đây? Cống mối mà. Phi này có ký nó nhỏ đâu mà. Tao hơi anh luôn. Tao hơi nguy quá ấy luôn. Mày cực ký á. Thiệt tình trời. Ba đâu rồi nữa chứ. Ăn nút luôn. Trời, nó móc qua tới bên này luôn rồi. Đem đây ngồi gỡ luôn đi. Đem ngồi gỡ dụng dụng cho tao. Quá thiệt. Vậy được con phim về chim thù chứ. Con có mềm thả rồi. Má phì ké mắt luôn mới ghê chứ. Bảo phì chứ. Phì là chiếc mấy luôn, ký gì? Chí hai á anh, ông Thắng. Bự của ông ấy nhiều luôn mà. Bây giờ nó thả phi mập ra. Rồi mới thả phi mập phi bự luôn rồi. Bự cũng thấy bự mà thấy nó mập. Đủ được con mè rồi, thêm phi ăn ủi nữa chứ. Phi anh, chí mấy được. Phi mới. Chí mấy mới ghê chứ. To hơn phi của anh ông Di luôn, chứ anh Di luôn. Khúc luôn. À, chí mấy luôn, chí hai á. Nè. À, con phi này tao mới căng nè. Báo phi. Tao mới căng nè. Báo phi nha anh em. Phi chí mấy anh em à. Báo phi hồ câu vườn tràm nha các bạn. Con phi chí mấy rồi, đỏ. À, móc lên căng đi với về nhà đem chiên lên cho vừa cái chảo. Rồi bỏ uống đi. Phi hồ vườn tràm nha các bạn. Nói đi. Phi hồ vườn tràm nha các bạn. Con phi này ký mấy các bạn à? Ít nhỏ lắm, cũng ký hai là ít. Đè được con phi của anh Di mấy lạng á. Anh Di có 9 lạng à, trừ cái vỏ đi còn mấy lạng. Phi này hả? Ừ, nè anh cầm nó coi, phi nhẹ đâu. Phi hai hả? Anh cầm nó coi. Giờ cá gì không? Cầm nhiều, thôi cho nói trên ký đó. Vậy, nói trên ký đó không? Trên ký đó. Nói cá phi này 1 kg 3. Á đồ ghê vậy. Căng không? Chơi không? Chơi không? Chơi kèo này chơi không? Kèo này không, mới nhận thơm nè. Không có chơi kèo, em mới căng thử nó bao nhiêu ký thôi chứ không chơi kèo. Đồ chú hộ phán con phi ký 3 luôn. Mình đáng ký 2, mình đáng ký 3 luôn ghê. Không có chơi 2 anh. Các bạn, mới căng nha các bạn. Phi 1 ký 2 để 5 nha. Quá đã, quá đã. 10 điểm. Báo cá nữa. Phi nữa. Nữa đi anh. Anh sao được mà. Ủa mê nãy giờ rồi mà.
giật gì mà giật mà cầm đưa luôn. Giật ký mấy ít hả? Ở gì? Ký mấy luôn, con nhỏ đâu. Một cặp phi rồi. Em chứ ai? Ký mấy rồi nè. Gì? Cái máy nữa nè. Phi, cái máy nữa nè. Vậy mà tao tưởng ông Duy bật cái đồng hồ đó, tao coi đúng 5 giờ nè, 5 giờ chưa nhảy phút nào nè. Em lên nữa, ai lên nữa? Mày lên nữa hả? Ừ. Trời ơi, ông Duy thua phát. Tâm phục, khó phục. Là đúng giờ luôn, ghê chứ. Cái máy nhỏ đâu, gặp rồi. Trời ơi, bộ điểm này nè. Phi khủng nha các bạn. Cái máy một cặp rồi các bạn ơi. Hai người khủng rồi. Một thêm một con mè hai cái 780 nữa. Ơ, quá cua cục số 3. Xuống. Mọi hàng mình tôi xin mãi đỉnh. Ê, có gô phi nướng rồi nha anh em. Có bịch mồi đẻ đó nha. Có lấy không? Có lấy không? Không lấy hả? À? Lấy thôi. Đây nha các bạn, hai con gobi khủng nha các bạn, mỗi con 1,2 kg nha các bạn, hai con 2,4 kg rồi, là thêm một con mè 2,780 kg nữa, và được một cục số 3 nha anh chú hồ, anh Đức chú hồ, biết đẹp gì, trai, đâu biết gì đâu, biết gì hả, kệ anh chứ, ok các bạn. Hôm nay là mình ra cái bao rất là mệt luôn, mình câu cũng khoảng 9 tiếng rồi. Lúc mà may mắn là phút bù giờ nha các bạn, phút cuối giờ luôn, cái ca cuối cùng luôn, lên được 3 con, được một cục số 3, 2 xị và hai con phi khủng, mỗi con nặng ký 2, hai con ký 2 ký 4. Đã, hai con nói gì chiên xuống. Ơi cám, đây là mình đi test, vẫn đi test cái cám nền chép của hàng Minh phía sinh của mình nha các bạn. Đây cám đánh, cám này đánh dinh nha, trộn với nước là câu thôi đó, đúng mà đúng nghề cá nó ăn là cái bao quấn ổ luôn. Đây là bịch 800 g, giá chỉ 50k, một ký 60k. Đây bịch 800 g nha các bạn. Ok các bạn yêu thích cái video này hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ cho hàng Minh xin nha các bạn. Các bạn muốn trải nghiệm cái cám nền chép này thì hãy đặt hàng về đánh thử nha các bạn. Ok, chúc các bạn có một ngày xem video vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.